Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Thế kỷ 22. Con người là chúa tò mò, vì vậy những bí mật thường xuyên bị phanh phui cho nhiều người cùng biết, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Thế nhưng có những sự thật chỉ có hai người trên thế giới có thể biết được sự thật tương tự như thế nào. Vậy đó là gì? Hãy cùng đón xem trong chủ đề ngày hôm nay. Top 10 bí mật chỉ có hai người trên thế giới biết. 10. Thủ thuật đánh bài vĩ đại nhất thế giới. Màn ảo thuật được phát minh bởi David Berglas và nó đòi hỏi anh ta phải tìm ra một thẻ bài cụ thể được yêu cầu bởi một thành viên của khán giả mà không cần chạm vào bộ bài. Nói chính xác, một gói thẻ bài được trao cho một khán giả ngẫu nhiên, sau đó khán giả thứ hai sẽ được yêu cầu đặt tên cho bất kỳ thẻ bài nào trong bộ và người tham gia thứ ba được yêu cầu chọn một số từ 1 đến 52. Và nhiệm vụ tiếp theo, chúng ta phải tìm được Queen of Hearts là người giữ lá bài số 25. Đây là một thủ thuật đáng kinh ngạc. Và trên thế giới, chỉ có một người ngoài Berglas biết thủ thuật này được thực hiện như thế nào, và đó là người bạn thân, là người học việc ở Marlborough. Và một điều đáng lưu ý là các nhà ảo thuật thường phải bảo vệ những mánh khóe của mình vì luật sở hữu trí tuệ không đảm bảo cho việc này. 9. Thảo dược và gia vị của KFC. Đã có bao giờ bạn tự hỏi vì sao những miếng gà của KFC lại trở nên ngon như thế? Dĩ nhiên, không chỉ KFC mà những nhãn hàng thực phẩm khác trên thế giới đều có công thức riêng của mình. Có 11 loại thảo mộc và gia vị đi vào những bữa ăn đặc trưng của các nhà điều hành thức ăn nhanh. Và chúng là những loại tương tự mà gà được phục vụ cho khách hàng của chủ trạm xăng và đầu bếp Harlan Sander trong những năm 1930. Sau này, Sander đã mở nhà hàng đầu tiên của mình vào năm 1939. Từ đó, một đế chế hùng mạnh mọc lên và KFC hiện có hơn 20.000 chi nhánh trên khắp thế giới. Và công thức ban đầu của Sander thường được quảng cáo là chìa khóa thành công cho nhãn hiệu này. Ngày nay, chỉ có hai giám đốc điều hành hàng đầu tại trụ sở của công ty biết tất cả 11 loại thảo mộc và gia vị nào đã được sử dụng để chế biến món ăn này. 8. Kết quả của giải Oscar. Từ lúc bắt đầu và kết thúc của giải Oscar lần thứ 90, kết quả 3 trong số những người đạt giải cao nhất trong đêm, chỉ được 2 người biết điều đó trước khi buổi lễ diễn ra. Cũng có nhiều người đặt câu hỏi, trong kỷ nguyên hắt điện thoại và rò rỉ thông tin trên mạng phổ biến như hiện nay, thì tại sao kết quả của giải Oscar chưa bao giờ bị rò rỉ? Đáp án chính là các lá phiếu và kết quả được tính hoàn toàn là bằng tay mà không nhờ vào bất kỳ sự can thiệp của máy móc nào. Hai nhân viên phụ trách kết quả sẽ làm việc trong một căn phòng an toàn, không có cửa sổ, và họ biết kết quả trong vòng 48 giờ trước khi buổi lễ diễn ra. Vào đêm diễn ra sự kiện chính của lễ trao giải Oscar, hai người này được hộ tống đến buổi lễ bởi các sĩ quan cảnh sát mặc áo choàng. Mỗi người đi đến đó bằng một tuyến đường riêng biệt với phong bì đựng kết quả được cất giấu kỹ lưỡng trong cặp tài liệu của họ. 7. Công thức cho Coca-Cola. Không có gì ngạc nhiên khi một thương hiệu lớn nhất nhì trên thế giới quyết định bảo vệ công thức bí mật của mình, và Coca-Cola đã thực hiện điều đó bằng cách cất giữ thật kỹ danh sách chứa công thức của mình. Cũng có nhiều người phỏng đoán về thành phần trong Coca-Cola, nhưng công thức chính xác của nó chỉ được biết bởi hai giám đốc điều hành cao cấp của công ty. Coca-Cola rất muốn giữ công thức của mình và họ đã rút khỏi Ấn Độ vào những năm 1970 khi chính phủ cố gắng ép buộc công ty này tiết lộ thành phần của Coca-Cola. Sau đó, năm 1993, họ về nước khi đạt được thỏa thuận với các cường quốc. Thật thú vị, gã khổng lồ nước giải khát là công ty duy nhất của Mỹ có giấy phép nhập khẩu số lượng lớn gà coca, nguồn gốc của cocaine, để sử dụng làm chất tạo hương vị. Vì vậy, có thể nói rằng, ngay cả khi công thức rơi vào tay của đối thủ, thì họ cũng không có phương tiện để trộn lẫn một lượng lớn, ít nhất là không vi phạm pháp luật. 6. Ý nghĩa đằng sau Carly Simon. Chủ đề của hit Carly Simon vào năm 1972 là Show You Van. Bạn có thể nghĩ rằng bài hát đó là nói về họ, nhưng chỉ có hai người trên hành tinh có thể chắc chắn về ý nghĩa của thông điệp này. Trong những năm qua, có những báo cáo cho rằng tác phẩm kinh điển này nhắm vào một số người đàn ông nổi tiếng, bao gồm nam diễn viên Warren Beatty, Rolling Stone Mick Jagger và ngôi sao nhạc rock quá cố David Bowie.
nữ ca sĩ Simon đã xác nhận rằng có một câu hát là nhằm vào Bitty, người mà cô từng hẹn hò, nhưng phần lớn là bài hát hướng về hai người đàn ông không rõ danh tính. Chỉ có chính Simon mới biết được sự thật đầy đủ, cùng với giám đốc điều hành của NBC là Derek Overshow được trả thù lao là 50.000 đô la cho việc giữ kín bí mật này. 5. Khăn ăn Hubbard. Chính phủ Áo luôn tự hào về khả năng gấp khăn ăn và truyền thống này bắt nguồn từ thời đế chế Áo Hun, và nghệ thuật này có thể nói là phá vỡ các định luật về vật lý. Những kỹ thuật kỳ công này chỉ được biết đến bởi hai nhân viên của chính phủ Áo, và kiến thức này sẽ được truyền lại cho một cặp khác khi người giám hộ nghỉ hưu. Mặc dù chỉ có hai người biết chính thức công thức này, nhưng cũng có nhiều người đã bắt chước thủ thuật và chia sẻ chúng lên YouTube. Đó chắc chắn là một kỳ tích ấn tượng, nhưng không có gì đảm bảo kỹ thuật của họ giống hệt được với kỹ thuật có nguồn gốc từ đế chế Áo Hun này. 4. Biểu tượng Led Zeppelin có nghĩa là gì? Album phòng thu thứ tư của Led Zeppelin là một trong những sản phẩm bán chạy nhất mọi thời đại, rất ấn tượng về một bản thu mà không có tên theo nghĩa truyền thống. Album này ban đầu được phát hành với một hình ảnh kỳ lạ về một ông già mang theo một bó gậy trên bìa và không có văn bản nào. Hãng thu âm Atlantis đã cung cấp cho báo chí 4 biểu tượng khó hiểu. Mỗi biểu tượng đại diện cho một thành viên của ban nhạc và nói với họ rằng đó là tiêu đề của bản thu âm. Trong những năm qua, mặc dù đã có nhiều người cố gắng lý giải, nhưng hình như điều này vẫn còn là một bí ẩn như hồi năm 1971. 3. Công thức rượu Chartreuse. Chartreuse là rượu Pháp được phát minh trở lại vào năm 1737 bởi một nhóm các nhà sư nhiệt tình, những người đã quyết định cách tốt nhất để ca ngợi Thiên Chúa là pha trộn các loại thảo mộc, cây và hoa với nhau để tạo ra một loại rượu mạnh. Công thức được truyền lại cho họ bởi Francoisi Nadibon de Estre vào năm 1605, được trình bày chi tiết trong một bản thảo cũng bao gồm các hướng dẫn chưng cất. Các nhà sư này đã ngăn không cho đồ uống xuất khẩu ra nước ngoài trong nhiều năm, và trong cách mạng Pháp, công thức bí mật đã được bảo vệ khỏi chính quyền. Sau đó, một trận lở bùng đã làm phá hủy nhà máy chưng cất của họ ở dãy núi Chartreuse. Vào năm 1930, chính phủ đã ra lệnh cho các kỹ sư quân đội xây dựng lại nó ở một địa điểm gần Vaudreuil. Đó là nơi mà Chartreuse đã được pha trộn cho đến ngày nay, và chỉ có hai nhà sư mới biết công thức chính xác là gồm những loại thảo dược nào. 2. Công thức thời tiết Almanac của nông dân. Nông dân Almanac có khả năng dự đoán được thời tiết trong suốt cả năm, mà mức độ chính xác đến nỗi các bản tin thời tiết vào buổi tối cũng cảm thấy xấu hổ. Người sáng lập nên nó là Robert B. Thomas, được nghĩ ra vào năm 1792, được cho là chính xác đến khoảng 80%. Công thức của Thomas dựa trên dữ liệu về toán học và thiên văn bí mật, cùng với hoạt động của vết đen mặt trời, mô hình thủy triều, vị trí hành tinh và các yếu tố khác. Ngày nay, chỉ có hai người sở hữu những bí mật đằng sau phương pháp này là biên tập viên Almanac của nông dân Sandy Duncan và một nhà khí tượng học giấu tên. 1. Nơi tìm thấy bùn cọ xác bóng chày của Lena Blackburne. Bóng chày mới thường quá trơn để người ném có thể cầm đúng cách, vì vậy cần nhiều phương pháp cho vấn đề này, bao gồm đánh bóng chúng bằng nước thuốc lá hoặc xi đánh giày để tăng độ bám. Đến một ngày, huấn luyện viên có tên là Lena Blackburne vấp phải một vũng bùn kỳ lạ khi đi bộ gần nhánh của một con sông. Sau đó, anh ta múc một ít, mang nó về nhà, bôi nó vào những quả bóng chày của anh ta và nó đã khắc phục được sự trơn trượt. Đến năm 1938, mọi đội trong liên đoàn Mỹ đã áp dụng cách này, nhưng bản thân của người đàn ông này không bao giờ tiết lộ vị trí nguồn của mình cho bất kỳ ai trong môn thể thao này. Ngày nay, đội bóng chày của Major League dựa vào bùn xác, nhưng chỉ có hai người mới biết nó bắt nguồn từ đâu. Chủ sở hữu hiện tại của công ty Shimbin Leaf, người đã đến thăm nguồn mỗi năm một lần và trở về với 1.000 bao hợp chất này với vợ của anh ta. Quả là những điều thú vị đúng không nào? Và bạn ấn tượng với điều nào nhất thì đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới nha. Và chủ đề vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Và hãy nhớ like, share và subscribe cho kênh của chúng mình, bật ngay cái chuông nhỏ nhỏ để nhận thông báo đầu tiên. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.